Tập 13 Phủ Võ Dương Hầu. Đại ca, đại tổng, mà chúng ta phải xuất phát rồi. Trước khi đi, để bọn ta chúc hai người một ly. Qua một thời gian nữa, mọi người theo chủ thượng lên tiên cư dự lễ, là chúng ta sẽ được gặp lại thôi. Vậy lúc đó là ở tiên cư rồi, bây giờ tự do biết mấy. Tối nay chúng ta cứ ăn uống thỏa thích đã rồi tính. Cạn ly, cạn ly. Đình Tẩy Kiếm. Lục Ly, huynh đang làm gì thế? Ta đang nhìn ngọn liễu treo trăng. Chị huynh nên nhìn liễu sao trước mặt này. Liễu sao? Nghe nói có một cách để ta có thể không phải rời xa muội, không ai chia cắt được đôi ta. Muội nói xem ta có nên thử không? Thử đi. Tất nhiên phải thử rồi. Có lẽ thật sự có thể thử. Chỉ là chuyện này có thực sự đơn giản như sư phụ nói không? Phong ấn của Bì Tứ Quý ngày càng yếu. Hy vọng đệ tử của Phủ Võ Dương Hầu này thật sự có thể giúp tiên cư tu sửa Bì Tứ Quý. Chúng ta đi tiên cư cơ mà. Sao huynh lại bắt cá? Muội đoán xem. Huynh đoán xem ta có đoán được không? Muội biết không? Nghe nói sau khi người phàm đến tiên cư sẽ nhanh chóng thay da đổi thịt, giống như cá chép dược long môn vậy. Nào, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Sẵn sàng chưa? Bây giờ mới thực sự xuất phát đây. Nhìn kia kìa, tiên cư. Tiên ông, ta từng gặp ngài. Chào tiên ông. Chào dặn vô tiên ông. Hôm đó Võ Dương Hầu mời ta tra xét chuyện tiên quân giáng trần. Ta đã gặp hai người và kính quyền thiên của hầu phủ. Vậy nên lần này là cơ duyên ngài cho ta sao? Là cơ duyên đàn thực cốt cho cô.
Người chính là người thừa kế mới được Võ Dương Hầu lựa chọn à? Cũng rất tuấn tú phong độ. Ta hổ thẹn không dám nhận, tu vi của ta còn kém xa Võ Dương Hầu. Tiên ông, là ngươi à? Sao, ngươi quen hai người họ à? Thế thì tốt, ta giao hai người này cho ngươi đấy. Dân, tiên ông đi thông thả. Tham kiến Tạ Vũ Sĩ. Ta còn có chút việc. Hai người tự đến ở chỗ của đệ tử cấp thấp ở cung Vô Cực đi. Đi đi. Cung Vô Cực. Tạ Vũ Sĩ, cung Vô Cực ở đâu? Không nói gì thì chúng ta đi đâu mà tìm đây? Mặc kệ hắn, đâu sẽ có đó. Đi nào, ta đưa muội đi dạo, làm quen với môi trường. Đi, đi thôi. Sang bên kia xem thử. Ta bảo huynh này, hồi nhỏ ta từng tới đây rồi. Muội còn từng đến tiên cư á. Huynh xem, huynh xem, đây chính là pháp thuật tiên cư truyền thụ. Muội xem động tác của họ kìa, có phải giống ta không? Muội xem ta học có giống không? Muội xem, trên trời còn có thác nước nữa. Chẳng phải muội từng đến rồi à? Ta chỉ đứng từ xa nhìn chút thôi. Lục Ly, nếu có thể mãi mãi thế này thì tốt quá. Muội định ở tiên cư mãi thật à? Ta chỉ muốn ở bên huynh mãi mãi. Nay ta đang ở dưới bia tứ quý, chỉ cần rút kiếm Bảo Nguyệt ra là có thể bầu bạn bên Liễu Sao lâu dài. Nhưng Liễu Sao phụng lệnh tu sửa bia tứ quý, có nên nói cho mụ ấy biết không? Lục Ly, huynh ngẩn ngơ gì đấy? Ta vừa mới rửa ít quả mà ném thử xem có ngọt không. Ngọt không? Ừ. Muội cũng ăn đi. Muội cũng xem những người ở tiên cư bọn họ đều tu tiên làm gì vậy? Cuộc sống của hai ta bây giờ mới là cuộc sống thần tiên chứ. Họ bảo ta đến đây tu hành, nhưng mà đã đến bao nhiêu ngày rồi, họ cũng không xếp chương trình học gì cho ta. Còn chương trình học à? Họ nhằm vào đàn thực cốt của muội thôi. Chỉ cần muội giúp họ sửa lại bia tứ quý thì chắc chắn họ sẽ nhận muội. Vậy nếu ta không sửa được, bọn họ còn có thể trả ta về à? Nghĩ cái gì thế? Muội biết không, vì tu sửa bị tứ quý mà họ đã hy sinh chuẩn bị bao nhiêu. Chỉ mượn tác dụng chữa trị của đàn thực cốt mà thôi. Nếu như muội không sửa được, làm hỏng chuyện tốt của họ, vậy sẽ bị vứt xuống đáy thác làm mồi cho cá luôn. Xem huynh nói thì tiên cư còn ác độc hơn cả Ngạo Ngận. Thực ra cũng chẳng sao, không chừng sửa lại được bia tứ quý, đến lúc đó ta sẽ cầu xin để họ có thể giữ huynh lại ở cùng luôn. Vậy thì phải đa tạ Liễu đại tiểu thư rồi. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Nhưng mà huynh còn phải gánh vác phủ Võ Dương Hầu. Lỡ như họ không cho ta về thì chẳng có ý nghĩa gì. Cho muội xem cái này.
Đây là gì vậy? Muội nhìn kỹ nhé. Đây chính là thuộc con rối à? Đúng vậy. Hôm muội rút kiếm, Bạch Phượng đã dùng cái này để lừa muội đấy. Chỉ tiếc là công lực của ta không đủ, chỉ có thể biến ra hình dạng của ta, không giống như sư phụ ta, cũng không biến ra được dáng vẻ của ta, mà còn có thể cử động. Đừng giận nữa. Sau này ta sẽ không bị mấy thứ này lừa nữa. Sau này ta đều sẽ tin huynh. Ta chỉ tin huynh. Dù không tin vào mắt, không tin vào tai, cũng phải tin huynh. Sao? Ngươi muốn xem trò cười của ta à? Ta chỉ muốn xem trò cười của tiên cư. Có hứng thú không? Ta không có hứng. Ta chỉ muốn cho mồi lửa thiêu tiên cư đó, dùng máu của tất cả những kẻ trong đó để tế cho con trai ngạo nhân của ta. Vậy cùng làm đi. Mai bọn ta sẽ tu sửa bia tứ quý, đúng lúc chúng ta đi dự lễ ngày mai. Nhưng vào tiên cư sẽ có tầng tầng lớp lớp kết giới, ngươi thực sự có thể vào được ư? Liễu Sao đâu nhỉ? Liễu Sao, cô hẹn lão phu ra là muốn nói chuyện tu sửa bia tứ quý hôm nay sao? Không phải, không phải. Ta đã dùng đàn thực cốt trị thương cho mình một lần, cũng có thể cảm nhận được linh lực của nó. Đánh đàn sẽ không vấn đề gì. Vậy cô là Lục Ly, huynh ấy trúng chú phệ hồn. Tuy bây giờ miễn cưỡng áp chế được, nhưng mà nó cũng không phải cách lâu dài. Thế nên ta muốn nói, nếu ta có thể tu sửa bia tứ quý thì có thể nhờ tiên cư giải chú phệ hồn cho huynh ấy không? Ta sẵn sàng từ bỏ cơ hội tu hành ở tiên cư, chỉ mong có thể đổi lại là Lục Ly bình an khỏe mạnh. Cô chắc chứ? Ta chắc chắn. Giờ cô sửa xong bia tứ quý rồi nói sao? Muội quyết định thật rồi à? Tất nhiên. Nhưng người thường tuổi thọ không dài, ta không thèm sống tháng ngày tu tiên cô đơn ngàn năm vạn năm đó. Trước đây ta luôn muốn đến tiên cư tìm tiên nhân, nhưng bây giờ ta đã có huynh. Chỉ cần ở bên huynh cả đời này thì ta không thấy thiệt chút nào. Không đúng, phải là hời, hời to ấy. Được, vậy khi về ta sẽ xin chủ thượng làm mối, đến nhà muội hỏi cưới. Không chừng năm nay lại chọn được ngày tốt thành thân luôn ấy. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta thành thân, chúng ta phải gọi đám Dương Giản và Tiểu Tuyết, cả Khana nữa. Cũng đúng, không thể quên Khana được. Tuy là ta không thích cái tên ngư yêu giả đó chút nào. Đến lúc đó chúng ta xây một căn nhà bên cạnh phủ Võ Dương Hầu. Đúng đúng, còn phải nuôi thỏ con nữa. Được. Còn về con nữa, chủ thượng. Đại ca,
Mời đi bên này. Hôm nay, tiên cư nhân giới cùng chung tay giúp việc trọng đại. Một bản nhạc giá trời, tình hữu nghị giữa người và tiên vững bền. Khởi động pháp trận. Hoành tráng quá. Thì ra tiên sư đã dùng cách như thế này để bảo vệ nhân gian. Hôm nay ta cũng sẽ trở thành người bảo vệ nhân gian. Liễu sao? Tấu đàn thực cốt, tu sửa bia tứ quý, tập trung tĩnh khí, đàn thực cốt xuất. Xem bên kia kìa, vết rạn ngày càng ít rồi. Đúng vậy, tốt hơn rồi. Liễu sư tỷ giỏi quá. Đúng đó, không hổ là Liễu sao sư tỷ. Đại tẩu của ta định thấy đấy. Huynh nói nhỏ thôi, việc gì phải giấu. Giỏi là giỏi mà. Dù đại tẩu ta có thành đệ tử của tiên cư thì vẫn là đại tẩu của ta. Được rồi, đủ rồi. Hình như đàn thực cốt đang kêu gọi ai đó. Liễu sao? Cảm ơn cô đã đưa đàn thực cốt tới bia tứ quý. Tiếp theo hãy xem ta đây. Cái đàn này đang cướp chân nguyên của ta để tốn. Không, không được. Thu quyền, lệnh kỳ, ổn định pháp trận. Chuyện này là sao? Sao vậy?
dừng lại đi. Mau dừng lại đi. Tiên ông, nhìn Lý Tư Quý đi. Tiên ông, chúng ta không áp chế được nữa rồi. Làm sao đây? Đàn thực cốt không chịu sự khống chế của ta. Liễu Sao làm sao vậy? Cô ta muốn hủy Bì Tú Quý. Liễu Sao, rốt cuộc cô đang làm gì? Dùng hết sức thi triển pháp thuật, không được thả tài vật đó xuất hiện. Thay đổi pháp trận. Hình như đàn thực cốt này không chịu sự khống chế của Liễu Sao. Liễu Sao, không hay rồi, có gì quái tấn công Khiên Tử Kim, muốn phá cách giới. Tiêu rồi, đại tổ ở trên đó. Bày trận. Đệ tử phủ Võ Dương Hầu nghe lệnh bảo vệ Bia Tứ Quý. Dân Tả Lĩnh Kỳ, trả mạng cho con ta. Không biết lượng sức, để xem ai còn có thể ngăn cản ta. Chủ thượng, Võ Dương Hầu, chủ thượng. Đàn thực cốt không được. Chú Vệ Hồn, sao lại phát tác vào lúc này? Liễu Sao, không được, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Liễu sao? Lẽ nào đây chính là lực bất tòng tâm? Lục Ly, con nhìn rõ rồi chứ? Người thương của con, bạn bè của con, đồng môn của con đều sắp chết rồi. Khi chú phệ hồn hoàn toàn phát tác, con cũng sắp chết thôi. Con có cam lòng không? Cầm lấy kiếm Bảo Nguyệt, chém dở Bia Tứ Quý, để Nguyệt Quang Thượng Thần xuất hiện một lần nữa. Chỉ cần con sở hữu sức mạnh của Thượng Thần, thì hàng vạn sinh linh tam giới đều sẽ nghe lệnh con. Mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của con. Lục Ly, nếu con muốn bảo vệ Liễu Sao, thì hãy đi chém dở Bia Tứ Quý. Chém dở Bia Tứ Quý có thể cứu họ sao? Lục Ly, mà bảo vệ Bia Tứ Quý. Một khi Bia Tứ Quý bị hủy, tà vật phá vỡ phong ấn mà ra, thì tam giới sẽ rơi vào địa ngục trần gian, chúng sinh sống không bằng chết. Sống không bằng chết, địa ngục trần gian. Chém dở Bia Tứ Quý, sở hữu sức mạnh của Thượng Thần, còn mới có thể thực sự bảo vệ họ. Lục Ly, con còn đợi gì nữa? Lục Ly, con còn do dự gì nữa? Hãy nhìn những đồng môn đã chết của con đi. Sức mạnh của con hiện giờ không thể cứu được bất kỳ ai. Mau đứng dậy, giúp họ bảo vệ Bia Tứ Quý. Chém dở Bia Tứ Quý, ta sẽ không chém dở Bia Tứ Quý. Nếu Nguyệt Quang Thượng Thần tái thế, sẽ phải khiến tam giới như địa ngục trần gian. Ta không muốn, ta không muốn. Lục Ly, đừng khiến bổn hầu thất vọng. Sau này phải giao cho con rồi. Nực cười, xem bây giờ ngươi còn có thể làm gì? Muốn chết à? Đất trời mà bổn hầu bảo vệ cả đời, dù có hy sinh cũng tuyệt đối không cho phép ngươi coi thường cha đạp. Chủ thượng, chủ thượng, không, ta không thể bị đàn thực cốt khống chế nữa. Ta mới là người tấu đàn thực cốt. Ta mới là người tấu. Liễu Sao, Liễu Sao, Liễu Sao, Lục Ly. Lục Ly, vốn muốn lấy thần nguyên của Liễu Sao để chữa trị vết thương của ta, không ngờ ngươi lại đến nập mạng trước. Ừ.
Lục Ly, Lục Ly. Đám người phàm như con sâu cái kiến các ngươi chỉ xứng chôn cùng con ta thôi. Lẽ nào đến cuối cùng ta vẫn không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ sao? Lục Ly, người phàm thì đáng chết ư? Người phàm cũng có thứ mình muốn che chở, có người mình muốn bảo vệ. Lục Ly, kiếm Bảo Nguyệt, sao kiếm Bảo Nguyệt có thể nhận một tên người phàm làm chủ? Có còn nhớ cậu ta đã nói khi chúng ta gặp nhau không? Kiến thì làm sao, kẻ dám lay cây cũng dám lay trời. Ta không muốn làm. Thượng thần dẫm lên máu tươi của bạn bè người thương để leo lên vị trí cao. Ta chỉ muốn làm người phàm kề vai tác chiến cùng họ. Không thể nào. Tiểu Tuyết, Quỳnh sao rồi? Cô không sao chứ? Cô không sao chứ? Không sao thật chứ? Ta không sao. Từ từ thôi. Đại ca, đại ca, Lục Ly, đại ca, Lục Ly, đại ca, Lục Ly. Không, Liễu Sao, ta từng nói là cả đời ta không làm được. Không được, Quỳnh đã hứa với ta rồi. Quỳnh hứa với ta rồi mà, Quỳnh không được lừa ta.
Ta từng nói sẽ chăm sóc cho muội cả đời. Tiếc là ta vẫn không thể bảo vệ cho muội nữa. Ta không cần huynh bảo vệ ta, ta chỉ cần huynh khỏe mạnh. Ta chỉ mong huynh khỏe mạnh. Huynh khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hứa với ta, hứa với ta đi được không? Huynh phải khỏe mạnh. Đừng khóc, đừng khóc. Xin huynh, xin huynh đấy. Chúng ta hẹn lại kiếp sau. Đừng mà, chúng ta sẽ nói là sẽ sống hạnh phúc mà. Đã nói sẽ bên nhau cả đời mà. Lục Ly, ta cầu xin huynh, xin huynh đừng rời xa ta. Ta cầu xin huynh. Đời này vì có liễu sao, nên có nuối tiếc. Nhưng không hối hận. Thực ra ta đã sớm phát hiện cuộc đời ta không phải của bản thân mình. Ta bước đi trên thế gian này như một cái bóng vậy, chẳng để lại gì. Nhưng ta đã gặp muội. Lục Ly, tuy con người huynh hơi độc miệng, nhưng mà lúc người khác đều nghi ngờ ta, huynh lại sẵn lòng tin tưởng giúp đỡ ta. Ba vạn lượng, giỏi đấy. Vậy khi về, ta sẽ xin chủ thượng làm mối. Không chừng năm nay lại chọn được ngày tốt thành thân luôn ấy chứ. Liễu sao? Lục Ly, liễu sao? Lục Ly. Vậy thì tăng thời hạn đi, tăng đến ngày không thể bảo vệ người thương, không được người ta cần nữa. Ngày sinh mạng đi đến điểm cuối cùng. Lục Ly, ta sinh ra đã chỉ có nửa trái tim. Vậy thì giờ đây ta đã tìm được nửa còn lại, đó là muội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ lừa đảo. Giấc ánh trăng đây, đi qua xin đừng bỏ lỡ. Tiểu thư, tiểu thư, đã nói là thật rồi mà các em không tin. Ta từng đến nơi này rồi, tiên nhân đưa ta đến đó. Tiểu thư, tiểu thư, người đi chậm một chút. Tiểu thư, đáng yêu quá. Chờ ta tìm được tiên nhân của ta, ta nhất định sẽ bảo huynh ấy đưa ta đi ngắm non sông Nhật Nguyệt, sao trời bốn bể một lần nữa. Giấc ánh trăng đây, đi qua xin đừng bỏ lỡ. Giấc ánh trăng đây. Cũng không phải ta chưa từng nghĩ, ước hẹn đó có phải thực sự là một giấc mơ không? Bởi vì ta vẫn luôn không nhớ được dung mạo của huynh ấy. Nếu cô giao vận mệnh của cô cho ta, ta có thể cùng cô đi chơi 3 ngày, đi khắp những nơi thú vị nhất, vui vẻ nhất thế gian. Nhưng nếu ngay cả bản thân ta cũng không tin, thì 3 ngày đó chỉ có thể là giấc mơ. Chỉ khi tin tưởng thì ước hẹn đó mới được tính. Tiên nhân.